thể dục thể thao sức khỏe dồi dào, ta nên mà luyện tập. Trời ơi mấy bạn ơi, từ sáng giờ Phong đang đi tập đá banh hả bạn ơi. Trời ơi, Phong thấy dạo này á Phong hơi mập rồi bạn ơi, bạn nhìn nè, thấy không? Các bạn có thấy cái bụng của Phong không? Bụng của Phong mập ơi là mập luôn. Ngày xưa Phong cận là 6 muối, bây giờ Phong cận ít tập luyện quá, giờ Phong cận chuyển qua thành 1 muối luôn rồi. Trời ơi là trời. Thôi, bởi vậy cho nên là bây giờ nè, Phong phải cố gắng đi tập luyện thể thao để có được cơ bụng 6 muối các bạn ơi. Đó. À, thôi bây giờ mình sẽ phải dẹp cái trái banh đi, từ nãy giờ mình tập nhiều rồi. Mình tập từ nãy giờ chắc cũng được 5 phút rồi đó. Trời ơi mệt quá. Bây giờ mình phải về nhà để ăn cơm đây. Mình đã tập rồi, mình phải ăn uống vô nữa thì mình mới có sức khỏe, bạn hiểu không? Đó. À khoan đã, quên mất, từ nãy giờ mình quên chào mấy bạn. Ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè, và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini world mới của mình nha. Yeah. Ok anh em ơi, thì hôm nay nè mình sẽ tiếp tục làm thêm một video mới cho anh em xem rồi đây. Và trước khi vào video nè, các bạn hãy nên nhớ là hãy nhấn vào nút like nè, nhớ vào nút share nè, và nhớ vào nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình nè, để giúp cho mình mau mau đạt được 1 triệu subscribe anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha, mình đã gần đạt được 1 triệu subscribe đó, nhớ đăng ký họ cho mình nha mọi người. Ai, còn bây giờ thì mình phải về nhà để mình ăn cơm đây, đói bụng quá, đói bụng quá. À, không biết Sammy có nhà không ta, không biết hôm nay Sam sẽ nấu món gì cho mình. À. Sammy, ủa bà làm cái gì mà bà la sầm vậy? Trời, tôi mới về nhà, tôi nghe bà la sầm, có chuyện gì vậy? Ông không thấy là tôi đang rất là bận hả? Phong Cận, hả? Tôi rất là bận luôn. Ủa bận gì đâu đâu, bà coi cái gì à? Bà coi cái gì cho tôi coi chung với coi. Tôi đang bận ngắm trai đẹp, thấy bận không? Quá là bận luôn. Trời, ngắm trai đẹp. Ôi, bậy nha, tôi là bạn trai của bà còn ngắm trai đẹp nữa là sao? Hả, là sao? Trời ơi, ông không nghe ông bà ta có câu gì không? Trai đẹp là tài nguyên, không ngắm trai đẹp là lãng phí tài nguyên, nghe chưa? Ông nghe chưa? Trời, mấy anh chàng Hàn Quốc làm sao đẹp trai bằng tôi được? Bà ngắm tôi nè, tôi cũng là trai đẹp nè, ngắm tôi đi. Trời ơi, tôi ngắm ông hoài tráng thấy mồ luôn á, ông chẳng có gì thay đổi, tóc cũng vậy, kính cũng vậy, mặt cũng vậy, người nói chung người tôi cũng không bằng. Đâu thôi mệt lắm. À, bây giờ tôi ngắm cho tấm mới thôi, có gì đâu. Ủa gì đâu mà bà làm gì, bà chơi tôi ghê vậy hả? Bà nhìn tôi đi. Nè, nhìn tôi nè. Tóc của tôi màu xanh dương rất là đẹp luôn, thấy không? Mà cái khuôn mặt của tôi nè, hiền ơi là hiền luôn, đeo mắt kính là chứ nhìn hiền ơi là hiền. Cái bụng của tôi là cái bụng bự nè, cái bụng bự của tôi nhìn cũng rất là cute luôn, quá đẹp luôn, mà còn đòi gì nữa. Trời ơi, ông nghĩ sao vậy? Người ta phải có thay đổi từng ngày, ông mỗi một màu xanh lè lè đó á, nhìn nó chán cái sợ luôn á, tôi không thèm ngắm ông đâu, tôi để tôi ngắm trai đẹp tôi. Wow. Trời ơi, mấy bạn ơi. À. Mấy bạn ơi, mình không ngờ mấy các bạn nữ không hiểu lý do vì sao mà lại thích mấy anh hot boy Hàn Quốc đẹp trai. Ở đây có bạn nào cũng thích mấy anh hot boy Hàn Quốc đẹp trai không? Bạn nào thích nhớ bình luận lại nha. Riêng Phong á thì Phong không có muốn nói, tại vì Phong là con trai mà. Phong là con trai cho nên Phong không thể nào mà mê trai được, mày hiểu không? Hey, nhưng mà Sammy thì suốt ngày ngồi ngắm mấy cái anh trai Hàn Quốc đẹp trai gì đó khó chịu quá. Thôi bà xuống mà nấu cơm tôi ăn đi. Cái gì? Bây giờ tôi xuống nấu cơm mà. Thôi bây giờ tôi có tiền vậy, ông lấy tiền đi ăn đi. Bây giờ tôi đây tôi ngắm đó. Trời ơi, thôi khỏi, tôi không cần nữa, Ai, trời ơi, mấy bạn ơi, mình nói thiệt luôn á. Ê, Sammy dạo gần đây gọi là như thế nào anh em? Riết rồi, Sammy dạo đây cũng y hệt như là Camui, y hệt như là Timmy, y hệt Simmy luôn. Thời luôn, mình nói thiệt với các bạn luôn nha. Mấy cái bà nữ ở trong Hero Team, mấy bạn biết sao không? Mấy bà suốt ngày ngồi ngắm mấy cái anh trai đẹp á. Cứ trời ơi, trai đẹp kìa. Trong khi đó, Hero Team quá trời trai đẹp luôn. Phong Cận nè, Siro nè, Mr. Dịch nè, toàn trai đẹp không mà tại sao không chịu ngắm đi? Cứ ngắm mấy cái anh hot boy Hàn Quốc, hot boy Trung Quốc hoài, khó chịu gì đâu á. Ai, thôi được rồi. Mình ra ngoài tiệm cáp sơi mình ăn luôn, mình không có thèm gọi là ăn cơm nhà nữa, qua tiệm cáp sơi ăn. One hour later. Nhầm, trời ơi, KFC ngon quá các bạn ơi. Đúng là không có KFC ở đâu mà ngon bằng KFC ở làng Hero Team bọn mình hết luôn á. Ủa khoan từ, mới thấy gì đây? Ủa, cái gì đây? Tiệm cắt tóc Camui nước. Ồ, chị Camui mới vừa mở một cái tiệm cắt tóc hả? Wow, hợp lý quá vậy. Trời ơi mấy bạn ơi, dạo gần đây là cái mùa dịch bệnh á, Phong cũng không dám ra đường cắt tóc, sợ ra ngoài đường đi cắt tóc xong cái bị nhiễm corona là chết luôn á, cho nên là bây giờ Phong không có dám cắt tóc, tóc của Phong dài ơi là dài luôn rồi. Mà Camui mới vừa mở tiệm cắt tóc nè, trời ơi hợp lý, để mình vào trong tiệm cắt tóc của Camui mình cắt tóc thử coi xem như thế nào. Camui ơi, Camui ơi, ôi trời, khách, hello em. Ôi hello chị Camui, trời ơi, dạo gần đây chị Camui gọi là làm nhiều người thế, hết làm YouTube bây giờ chuyển qua làm tiệm cắt tóc luôn hả? À,
em à, mùa dịch lấy tiền đâu, chúng ta phải làm thêm để kiếm tiền chứ. Ok chị à, chắc là do mùa bệnh dịch quá làm YouTube không kiếm được tiền, cho nên là chị phải gọi là tiệm, mở tiệm cắt tóc đúng không? Đúng rồi. Trời ơi. Em muốn cắt kiểu gì đấy nhỉ? À bây giờ hả, em đang gọi là sao ta, muốn cắt kiểu gì đấy bây giờ nhỉ? Mình cắt như thế nào đây ta? Đúng rồi. Trời ơi mấy bạn ơi, mấy bạn biết gì không? Dạo gần đây Sammy rất là mê hot boy Hàn Quốc, mê hot boy Trung Quốc. Cho nên là bây giờ mình thử cắt một kiểu tóc giống mấy anh hot boy Hàn Quốc để cho mình đẹp trai hơn, để cho Sammy mê mình luôn. Ừ, hợp lý á nha. Ok. À, chị Camui ơi. Đây. Chị có thể nào cắt cho em một bộ tóc mà nhìn y hệt giống anh hot boy Hàn Quốc được không? Hả? Mặt em mà hot boy ê, tóc em. Thôi, chị đã cắt thì em chỉ có thể đẹp trai nhưng mà hot boy Hàn Quốc kể cả xấu như em thì cũng ok hết thì thành đẹp hết à. Ok. Ủa, bộ mặt em xấu lắm hả? Đẹp. Ok, vậy thì được. Rồi bây giờ chị cắt cho em một bộ tóc mà đẹp hơn cả hot boy Hàn Quốc luôn nha. Đẹp hơn luôn nha. Trời ơi, hơn mà. Ok luôn. Đúng rồi. Ok luôn. Ok rồi, cắt đi chị. Ok bạn ơi, mình sắp có được một bộ tóc của hot boy Hàn Quốc rồi. Hy vọng là kỳ này Sammy sẽ chuyển qua mê mình chứ không còn mê hot boy Hàn Quốc nữa. Ok thôi, chờ xíu coi xem sao. Hey. 2000 years later. Xong rồi hả chị? Trời ơi, nhanh vậy. Ok, để xem coi. Ta đã... đẹp trai thôi. Khoan. Sao mà cái bộ tóc chị Camui mới vừa cắt cho em thấy nó không giống hot boy Hàn Quốc lắm chị ơi. Ủa, tóc lại chuẩn hot boy Hàn Quốc mà xem. Nhưng mà phương tượng hot boy Hàn Quốc này là 599 mấy à, chứ không phải là 2020 em ơi. Nhưng mà vẫn là hot boy em ơi. Ủa, nhìn em giống hot boy lắm hả? Đâu, em ra ngoài chờ em xem coi. Em ra ngoài chờ em xem coi. Cũng được nha. Đứng ở ngoài trời thì mình có thể thấy được là da mình trắng bóc luôn bạn ơi. Ôi, tóc của mình cũng ống ánh siêu đẹp luôn nè. Trời, chắc là nhìn giống hot boy Hàn Quốc rồi đó. Giống không ta? Chắc đúng là hả? Giống rồi, mình nghĩ chắc là giống rồi đó. Ok. Cảm ơn Camu nha. Để một tí đó em tiền hả? Ơi để một tí đó em về nhà em xin tiền Sammy cái em qua em trả cho chị được không? Sammy giữ hết tiền của em rồi. Rồi ok. Ok chị. Trời mấy bạn ơi, kỳ này là mình đã có được bộ tóc của hot boy Hàn Quốc đẹp trai rồi nè. Bây giờ mình sẽ về nhà mình qua mình khoe cho Sammy để coi Sammy thế nào nha. Sammy chắc chắn sẽ thích mình cho mà coi. Ok. La la la. Sammy ơi. Sammy à. Oppa. Ủa gì vậy? Hello Sammy. Tôi là Phong Cận, hot boy Hàn Quốc đây. Cái gì? Hả? Ông là Phong Cận à? Đúng rồi, hot boy Hàn Quốc đây. Ông mà không nói ông là Phong Cận chắc tôi không nhận ra luôn á. Sao vậy trời ơi? Có phải là nhìn tôi đẹp trai quá đúng không? Trời ơi. Trời ơi, ai cắt tóc ông giống như con Tinh Tinh vậy? Gì? Trời ơi. Gì giống con Tinh Tinh? Trời ơi, tôi thấy tôi để tóc này nhìn giống anh hot boy Hàn Quốc mà. Sao bà lại kêu mặt tôi giống Tinh Tinh? Trời ơi, trời, ai cắt tóc cho ông vậy? Trời ơi, ai Camui á. Trời ơi, ông thì sao ông giao cái đầu cho bà Camui? Ông biết xưa giờ nay là bà Camui chưa giờ biết cắt tóc không? Hả? Ủa tôi tưởng chị Camui giỏi cắt tóc lắm chứ. Nhưng mà tôi thấy cái tóc chị Camui cắt cho tôi nhìn đẹp mà. Trời ơi, ghê quá. Trời ơi, ông biết bà Camui chưa giờ biết cắt tóc không? Bà mới là thực tập sinh thôi. Trời ơi, ghê quá. Ủa vậy hả? Ôi, tôi tưởng chị Camui có bằng cấp để cắt tóc luôn chứ. Ai về đâu, bà chưa bao giờ cắt tóc luôn hả? Vậy là cái đầu của tôi là cái đầu đầu tiên được bà cắt luôn hả? Đúng rồi đó. Trời ơi, ghê quá. Ủa kỳ vậy? Ôi nhưng mà thôi, nói chung là sao cũng được. Nhưng mà nhìn thấy tôi đẹp trai không? Không, ghê quá. Ông đứng xa ra tôi ra. Trời ơi, ghê. Ông như con Tinh Tinh đi. Ôi gì ông Tinh Tinh. Đẹp trai mà. Thôi lại. Thôi đừng khóc. Tôi thấy đẹp trai mà. Thôi tôi thấy đẹp trai mà. Có gì đâu mà bà nói thấy ghê quá. Thôi lại cho hung cái coi. Trời ơi. Sam ơi. Sam ơi. Cho tôi hung cái coi. Sam. Sam ơi đừng chạy bà Sam. Sam ơi. Ủa gì kỳ vậy ta? Sao điên Sammy mới nhìn cái mặt của mình cái Sammy chạy mất tiêu rồi ta? Ủa bộ mình không giống hot boy Hàn Quốc hả? Sao kỳ vậy? Sao tự nhiên Sammy lại bỏ chạy? Trời ơi trời. Nhìn mình đẹp trai lắm à. Tại sao Sammy lại bỏ chạy? Trời ơi, hay là do Camui cắt cho mình cái tóc không giống hot boy Hàn Quốc ta? Phải qua máng vốn mới được. Trời ơi, phải qua máng vốn mới được. Camui đâu rồi? Camui. Ủa Camui đi đâu mất tiêu luôn hả bạn ơi? Trời ơi. Đập luôn, phá luôn tiệm cắt tóc luôn à. Cái bảng tiệm cắt tóc hả? Đập luôn trời ơi. À, hình như mình mới vừa đọc thấy gì đúng không?
À trời ơi bạn ơi, bả tên là Camui Nướp mà. Bả là nướp mà làm sao bả biết cắt tóc được. Trời ơi trời, hèn gì. Bả vô bả dập cái bộ đầu tóc của mình nhìn như cái ổ quạ vậy đó. Trời ơi trời à, vậy làm sao mà trở thành hot boy Hàn Quốc được đây. Trời ơi. Trời ơi, hèn gì Sammy gặp mình cái Sammy sợ, Sammy bỏ chạy luôn bạn ơi. Khổ quá. Thôi được rồi, khỏi luôn. Từ nay không làm hot boy Hàn Quốc, không làm gì nữa hết. Giờ mình sẽ gọi là đi kiếm một cái tiệm cắt tóc khác, gọi là cắt tóc chuyên nghiệp hơn để mình cắt lại cái bộ tóc cũ của mình đây. Ok bạn ơi, mình nghĩ rằng là video này cũng đã dài rồi, và cái bộ đầu tóc của mình như thế này mình không thể nào quay clip được nữa rồi. Tạm biệt mấy bạn nha, hẹn gặp lại mấy bạn ở những video lần sau nha. Đừng quên là hãy nhấn là nút đăng ký ủng hộ cho mình để mình có thể kiếm được ít tiền để mình gọi là thay bộ tóc mới nha anh em. Tóc này nhìn thấy ghê quá. Ok bye bye mọi người, yêu anh em vãi nồi, tạm biệt.